Xin chào các bạn, hôm nay là những ngày đầu của tháng 7 ha. Thì hôm nay mình xin cập nhật cho các bạn giá máy cũ tại Thế Động trong những ngày đầu tháng 7 này. Thì xem máy cũ tại Thế Động đang có giảm giá sâu hay là khuyến mãi hời với các bạn không nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có con máy cũ là iPhone 14 Pro Max 128GB màu tím, có giá là 24.390.000. Con này hiện tại các bạn mua còn được bảo hành 10 tháng chính hãng và tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 5.6 triệu bạn. Đây, 14 Pro Max 128GB màu tím. Chiếc máy đã được Thế Động bao bọc lại rất là kỹ thôi để hạn chế chạy xước. Mặc dù là máy cũ nhưng mà để hạn chế chạy xước và cắn các bạn ha. Bảo hành 10 tháng chính hãng nha. 24.390.000. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy Z Flip 4 512GB màu đen, có giá là 17.880.000. Con này hiện tại các bạn mua còn được bảo hành đến 10 tháng rưỡi tại hãng các bạn, và tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 11 triệu hơn ha. Đây là Z Flip 4 màu đen 512GB, bạn nhớ con này đến 512GB luôn bạn, còn bảo hành đến 10 tháng rưỡi chính hãng luôn. Rồi, iPhone 14 128GB màu tím, có giá là 17.290.000. Con này bảo hành 8 tháng rưỡi chính hãng, tiết kiệm so với khoảng 4.7 triệu ha. Rồi, một siêu phẩm của Oppo đó là Oppo Find X5 Pro. Con này hiện tại các bạn mua sẽ có giá là còn 14.330.000 và còn được bảo hành 9 tháng chính hãng nha. Tiết kiệm so với máy mới lên đến 18.660.000. Đây là Oppo Find X 5 Pro, con này sử dụng được 5G nha. Máy cao cấp của Oppo luôn bạn. Con này giá máy mới thì 30.990.000. Rồi, tiếp theo là Xiaomi 12 RAM 8 bộ nhớ 256GB, có giá là 10.950.000. Con này còn được bảo hành lên đến 19 tháng chính hãng. Rẻ hơn so với máy mới tầm khoảng 9 triệu. Máy rất là gọn luôn. Rồi, S21 FE phiên bản RAM 8 bộ nhớ 256GB, có giá là 9.840.000. Tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 9.150.000. Bảo hành còn được 7 tháng rưỡi chính hãng. S21 FE RAM 8 bộ nhớ 256. Samsung Galaxy Z Flip 3 128GB, có giá 9.010.000. Tiết kiệm so với máy mới lên đến 15 triệu bạn, và con này chỉ còn bảo hành 1 tháng tại Thế Động thôi. 9.010.000. Chiếc Clip 3 màu vàng ha, một kem đó bạn. Rồi, Oppo Reno 8T 5G có giá là 8.030.000. Tiết kiệm so với máy mới tầm khoảng 3 triệu, bảo hành còn được 11 tháng chính hãng ha, màu vàng. Rồi, Xiaomi Redmi Note 12 Pro có giá là 7.500.000, tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng gần 2 triệu, còn được bảo hành 16,5 tháng. Samsung Galaxy A53 128GB có giá là 7.240.000, còn được bảo hành 11 tháng rưỡi chính hãng, và tiết kiệm so với máy mới tầm khoảng 2.700.000. Rồi, tiếp theo Oppo Reno 8T 5G có giá, con này giá là 7.140.000 các bạn. Còn được bảo hành chính hãng lên đến là 9 tháng rưỡi ha. Ở đây nó có thêm một con máy màu vàng nữa nè các bạn ha. Rồi, Samsung Galaxy A73 128GB, con này sử dụng được 5G nha, kháng nước kháng bụi. Giá 6.650.000. Bảo còn được bảo hành 1 tháng tại Thế Động thôi. Tiết kiệm so với mới mới tầm khoảng 5.340.000. Rồi, Vivo V25e, con này có giá là 4.900.000. Tiết kiệm so với máy mới là khoảng 3.500.000, bảo hành 6 tháng rưỡi chính hãng. V25e màu vàng. Rồi, Vivo i35, Vivo i35 màu vàng luôn, giá là 4.260.000, bảo hành 8 tháng rưỡi chính hãng. Tiết kiệm so với mới mới là tầm khoảng 2.700.000. Còn mới rất là mới và đẹp luôn bạn. Rồi, hai con Oppo Reno 6Z 5G đều có giá là 4.240.000. Do máy này chỉ còn bảo hành
một tháng tại Thế Động thôi, nên sẽ hai con này sẽ có giá bằng nhau ha. Rồi Samsung Galaxy A33 giá là 4.040.000, bảo hành còn được một tháng tại Thế Động, tiết kiệm so với mới tầm khoảng 3.200.000. A33 màu cam, hai chiếc máy này có giá bằng nhau nha, do còn giữ bảo hành một tháng tại Thế Động thôi. Rồi Redmi 12 phiên bản RAM 8, bộ nhớ 128GB, chiếc máy còn rất là mới luôn, giá là 3.820.000, bảo hành còn được 17 tháng rưỡi chính hãng, tức là máy này khách chỉ mới sử dụng đâu đó tầm khoảng vài hôm thôi các bạn, nhập lại ha, còn rất là mới, 3.820.000, rẻ hơn so với máy mới lên đến 970.000. Realme 8 Pro RAM 8, bộ nhớ 128GB, có giá là 3.750.000, tiết kiệm so với máy mới là tầm khoảng 2.000.000, còn được bảo hành chính hãng là 8 tháng. Oppo A76 có giá là 3.070.000, bảo hành 7 tháng rưỡi chính hãng, tiết kiệm so với mới là 2.280.000. Redmi Note 12 phiên bản RAM 4, bộ nhớ 128GB, có giá là 3.550.000, bảo hành 14 tháng rưỡi chính hãng, tiết kiệm so với mới tầm khoảng 1.400.000. Oppo A57 128GB màu vàng có giá là 3.400.000, bảo hành còn được 11 tháng chính hãng nha. TCL 30SE RAM 4, bộ nhớ 128GB, có giá là 3.040.000, tiết kiệm so với mới tầm khoảng 600, bảo hành còn được 14 tháng. Rồi tiếp theo là những máy cũ bàn phím ha, Future Phone, như con này Nokia 8210 4G, giá là 980, bảo hành 3 tháng rưỡi. Nokia 215 4G giá 620, bảo hành 11 tháng. Nokia 110 giá 540, bảo hành 7 tháng rưỡi. Martel Lut 10 340, bảo hành 8 tháng. Itel IT 9010 330, bảo hành 7 tháng. Martel EZ 55 330, bảo hành 5 tháng rưỡi. EZ 55 bảo hành 4 tháng rưỡi, 320. Và cuối cùng là EZ IT 9010 310.000, bảo hành 1 tháng ha. Rồi thì mình vừa cập nhật nhanh cho các bạn giá của điện thoại đã qua sử dụng tại Thế Động trong ngày đầu tháng 7 này. Các bạn xem tham khảo, có thắc mắc gì cứ lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.